很高兴再次同总理同志见面。到河内来啊，来一次一个样儿，大概隔那么五六年来一次，又发生了很大的变化。昨天我同阮富仲总书记一道见证双方签署的合作文件，琳琅满目，看到咱们的合作成果是非常丰硕的。这些合作文件涵盖了两党两国合作的方方面面，充分说明了中越关系的广度深度非同一般。我同阮富仲总书记一道宣布构建具有战略意义的中越秘密共同体，开启了新时代中越关系的新篇章，相信将为两国人民带来更大的福祉，为地区和世界和平稳定发展做出积极的贡献。Cái tâm lịch sử của đồng chí và phu nhân lần này là sự kiện được trông đợi nhất của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Việt Nam kiên trì và nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò nước lớn ngày càng quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến toàn cầu của đồng chí Tập Cận Bình vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam sẽ chủ động, tích cực cùng Quốc vụ viện Trung Quốc quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả nhận thức chung quan trọng mà hai đồng chí Tổng Bí thư vừa đạt được. Tăng cường phối hợp chặt chẽ và thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả